tranh thủ hồi chiều rồi mà giờ trời sắp tối rồi mà chiên chưa được hơn nữa rồi. Chắc ở cũng 7 giờ mới có ăn đó. Tại vì sầu quần cái nó lâu. Trời thoải mái luôn. Ừ. Nó theo giấc ngủ nó quẩn. Ngày năm đây. Hai đứa nó ăn gì vậy cưng? Ăn của anh á. Ăn đứa đó ăn của anh. Đừng 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 đừng. Còn nhỏ này kêu làm không cưng? Không quen, không quen. Nhỏ này kêu nó làm không? Bà không quen. Cà lép BBJ. BBJ còn. BB. BB tay nè. Cà lép hả? Cà lép. Xin mời cà lép. Cà lép. Cà lép. Cà lép. Tiền đi rửa củ hành kìa. Ăn tiếng Miên á chị. Ủa? Vậy hả? Dạ. Tiếng Miên nhưng mà người Việt hay người Miên? Người Miên á. Dạ hả? Ủa chị tưởng đâu là Việt chứ. Hả hả? Tụi nó hái bông cỏ chơi vậy hả? Vậy hả? Mình có nói với cô rồi cô cũng có nói với mấy em gần đây rồi. Cô đi hồi nào thì mình không có hay. Ừ, lại kêu Hiếu đi. Ê, lại nói Hiếu đi con. Để mình nói. Chị Vy ơi, Hiếu đâu rồi? Dạ. Hiếu đâu rồi chị? Hiếu ơi em. Hiếu ơi. Rồi đi chơi nữa rồi em. Sao không? Hỏi tối qua chơi vậy? Tối qua vậy em. Tối chị dẫn nó qua chơi nha. Rồi em. Hai đứa luôn nha. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Kìa nó kìa nó kìa Hiếu Hiếu Hiếu. Hiếu tối nhớ qua chơi nha. Tối có tiệc á. Tối có gì? Đây này. Tối có tiệc á nhớ tối qua chơi nha. Sao con đi chân không con lội lên cái cây rồi lỡ thì nó đâm con sao? Quần áo quen rồi. Sao không bận áo vô vậy trời hả? Tối qua chơi nha. Cô Khánh về lát nữa chín này qua nha con. Của mấy bạn Việt Nam vòng vòng đây nè. Mấy bạn nào có hoàn cảnh giống giống như con vậy đó. Qua chơi nha. Chị ơi. Mấy cái cờ này cái bông nó bay bay mình hít vô lỗ mũi không được. Bay à. Em ơi cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Không có gì chị ơi. Mấy bông nó hít vô lỗ mũi có bị gì. Nựng cái nha. Cô nựng cái đi. Đó em cô Hiếu á. Hả? Thấy thương quá ha. Thương quá. Mẹ nó ốm mà nó cũng tròn tròn ha. Dạ. Bởi đó ướt con mọc. Ừ. Ủa con mới đi thăm mẹ về hả bởi? Dạ. Mẹ khỏe không? À, bà cũng hơi khỏe rồi. Cho chị hỏi thăm này đi. Cưng nói gì cưng tính cưng đang làm gì xe á? Lớp xe, xe. Chị mai mốt mà lỡ như có đổi nghề thì đổi qua gì? Có nghề chưa? Nói chung chắc cái một là bán. Đi buôn bán. Buôn bán gì? Khô à? Không có khô, bán đồ ăn, đồ uống gì. Bán đồ ăn dài đường giống như người ta bán vậy hả? Dạ. Vậy hả? Bán gì sống được không? Sống đủ được, không? Nhưng mà chưa biết mình để mình coi. Vậy hả? Để làm thời gian để kiếm vốn rồi mới nghỉ. Vậy hả? Giờ mình chưa kiếm vốn là bán đồ ăn chạy vòng vậy đó, như bán cháo này kia vậy đó. Dạ. Kiếm vốn mà kiếm một cái xe rồi nồi ni son chảo rồi này kia dễ vô không? Dạ. Mình chạy đi vậy xa không? Mấy người mình ta bán vậy đó. Thì họ chạy xa vậy đó, chạy vòng vòng theo chỗ này chỗ kia vậy đó. Bán vậy thì ví dụ như xăng chạy nhiều quá mình có lợi không anh?
chưa bán chưa biết. Chưa bán chưa biết. Biết mấy câu khó trả lời á. Rồi ví dụ như mà sau này á, cái cưng có vốn á, rồi cưng theo mua đất không? Đi ra mua. Mua. Mua đất theo. Mua có cái nhà riêng của mình nó đỡ hơn rồi mình ở chậu người ta mất cũng. Ở đây nhà một cái nền nhà gì mắc không? Ở đây là trung tâm chắc mắc lắm á. Nhà ở trung tâm mắc, mình mở mua theo những cái hơi vùng quê thì nó không có mắc nha. Vùng quê là từ đây tới đó nhiêu cây lận? Ở thằng Ché thì ba cây chạy 3 tiếng. Từ đây tới đó 3 tiếng. 7 tiếng, 6 tiếng. 7 tiếng, 6 tiếng. Dữ lắm hả? Thay mua gần ở quê em thì cũng khoảng 3 tiếng. 3 tiếng. Một cái nền nhà vậy khoảng nhiêu tiền bạn gửi? 2,5 ba ngàn. Đô hả? Dạ. Đầu ra. Cái gì đó? Nền nhà đâu 2,5 ba ngàn, ai bán anh vậy? Miếng đất nhỏ bà chị, miếng đất là cái nền nhà 4 ngàn, 5 ngàn lên đó. Bây giờ ở trẻ nghe ở đâu 2,3 ngàn vậy? 4,5 ngàn đó. Dạ. Có đâu, người ta đang nói đất nhà nước mà vừa cho bán góp á. Đất nhà nước mà bán góp cho mình hả? Cho mình tay góp hả? Cái đó là chính sách hả sao? Chính sách của nhà nước mà như là mình mua của như là những người khác bán lại đó là người tự chủ của họ, còn của nhà nước thì nó khác. Vậy hả? Tại góp hả? Tại dần dần hả? Dần dần á. Từ đây cũng xa ha. Đấy, đó là vùng quê hả? Dạ. Lâu sửa xác đi vô lấy cái ra. Mình dễ buôn bán hơn là hay là ở thành ở thủ đô thì mình dễ buôn bán hơn. Ở thủ đô thì dễ buôn bán hơn, vùng quê thì có tay ăn á, vùng quê thì họ tiết kiệm. Nhiều khi họ thà họ không mua, họ để tiền họ mua này kia họ ăn bò hóc. Bò hóc là gì? Mắm hả? Mắm bò hóc, mắm cá linh á, họ làm ra bò hóc. Ăn ghê không? Thì họ nấu canh, họ ăn nấu canh thì cha nghe nước gì đó. Cưng ăn được không? Không nhớ ăn hả? Nhớ ăn nó hồi. Thế hả? Dạ. Cái thôi hả? Chị nghe nói nhưng mà chị chưa ăn thử. Chị không biết làm sao. Bụng yếu ăn cũng hơi mệt. Dạ. Mà em làm cho ăn là chị chuyện cũng không biết làm hả? Biết rồi thầy, cũng như mấy bữa nay qua đành là phải đừng lên em làm chứ ăn. Thôi. Ngon lắm rồi, chấm rau ăn ngon thích lắm. Dạ hả? Đâu còn gán đi rồi mới mốt có được chiếc xe đàng hoàng với lại được có cái vàng để mà mình đi buôn bán á là chắc cũng đỡ hơn giờ. Tiếp giờ thấy thằng làm cực quá. Hỏi rồi. Ô dạ. Cô đang hát cái tảnh á.
Rồi nãy giờ tới được mấy em rồi, con đi kêu bạn nữa đi con. Kêu bạn nữa đi, kêu bạn nữa nha. Kêu bạn nữa nha. Ờ chạy đi kêu bạn đi. Ủa? Cô nói là Tết tới rồi. Hả? Cô hai bạn không được kéo. Ôi vậy hả? Cô nói là Tết tới rồi các bạn ơi, lại đây ăn Tết đi. Lại cô nói vậy á. Cô hát tiếng cam hả? Đừng tiền lớn cái gỗ đó nó đổ cái là xong á. Cái gỗ chín á. Nghe tiếng cô hát không kìa? Nghe anh đâu nghe. Nghe, nghe lạ quá. Mốt cũng phải xây cái một cái gác nhảy hết xong rồi kinh lùng lâu kìa cái nhậu á. Cô đang đứng hát ở trên lầu á. Đang rủ mấy em nhỏ nó cho nó bu lại đây cho nó hồi cho nó ăn cánh gà. À, công chảo mình còn bao nhiêu đây nữa là xong hết rồi. Cái này cũng gần xong rồi đó. Vẫn ăn. Chị lộn cho lộn ra giải quyết tiền mấy đứa nhỏ rồi. Ồ, đông quá đông quá. Cô con hôm nay đốt thảo của cô nãy vậy đó vậy đó vậy đó vậy chạy coi nữa. Ở đây chơi vậy được ha, ở đây chơi vậy vui hả? Nhưng mà nó mới đợi, mới đi chơi. Đừng tập tiền, đứng nguyên, đừng tập. Tết nó mới vậy. Đừng có tập. Nó bị sai rồi. Dạy ra. Dạy thờ, dạy ra chút nữa. Thì đấy, cách thì không chịu không sai. Ý là đừng có đập cái này, hiểu không? Rồi cách dạy ra chút nữa. Lâu lắm rồi á. Rồi, chị ra mời con nha. Ở đây đi, ở đây cho vui. Chị nào ăn rồi lên đợi. Rồi xong rồi á, hành xong rồi. Rồi, giờ tới em làm. Rồi. Không ăn đâu. Chắc vậy chắc đủ rồi quá anh. Đẩy gà vô chưa chút xíu nữa mới để sôi lại. Sôi lên cho hành tây nó chín.
cái chảo hót lên được không? Cầm chảo hót hết cái gà lắc luôn ngoài luôn. Ờ thầy đổ mồi út nhẹ hết trơn luôn nè. Gió nhiều nè hai. Lửa nhiều nhưng mà gió không à. Thank you.
được nhắc xuống á, thì hai cô đứng đây đang dạy mấy đứa nhỏ hát. Yeah.
mẹ nè. Mấy đứa nhỏ thì ăn ở trong nhà cho nên là thanh niên thì ở ngoài này ăn ở ngoài sân cho nó mát. Anh Hà mời luật sư với cô chưa? Mời rồi. Luật sư đau răng không có nhai cái con gà được. Vậy hả? Ừ. Răng đau hả? Răng đau. Còn cô? Cô thì đang đi tắm. Ủa, thằng bưởi đâu rồi? Bưởi đâu rồi anh hả? Bưởi hả? Bưởi giờ thằng bưởi đâu? Bưởi sao? Kim Nhi à? Bưởi ơi, đang ăn con bưởi ơi. Bưởi. Đâu rồi? Chị đâu rồi? Vô nhà đóng cửa. Sao hả? Sao hả? Kêu ra ăn bưởi. Bạn coi con đi thẳng thì ra nó mất đồ ăn rồi. Bỏ xuống đây bạn luôn nha. Ra mắt nhỏ nha. Nay ăn tết tây hả? Bữa nay mình ăn tết tây. Bưởi ăn được không? Dạ ngon. Có mặn không? Không, vừa ăn hả? Vô ăn cũng được mà. Ăn nhiều hả mẹ? Ai kêu ăn không? Ăn với bánh mì kìa. Ăn không rồi còn la. Mấy con lấy túi mũ đựng xương gì vậy? Hả? Hiếu con lấy túi mũ đựng xương gì vậy? Dạ lấy cái cho chó. Em gì cho chó ăn hả? Dạ. Chó nhà không có da lồ. Dạ hả? Dạ. Hồi chiều mình có gửi chị Bi, mà chị Bi chắc là chị Bi ngại chị Bi không có qua. Thì mình nói tiền á, lấy vài cái làm cho Hiếu nó đem về nhà chị Bi ăn. Thì mấy tiền Hiếu con khách mấy cái cô tiền đưa về về cho mẹ nha. Nói cô Khánh gửi cho mẹ nha. Đi. Mời cô Khánh về Việt Nam. Dạ. Tụi con đi khỏe nha. Dạ. Khi nào cô Khánh có qua nữa thì gặp lại tụi con. Dạ. Ừ. Cô Khánh về. Ừ. Khánh về. Khoan để lấy cánh gà cho mẹ nè. Rồi đem gì cho mẹ nha. Cái thường là ăn cũng biết đem xương gì cho chó nữa, nó chó nhà không có gì ăn rồi. Ăn cơm luôn. Ừ. Cơm là hết sạch. Năm sau mấy anh em gặp nhau. Ok, gặp nhau. Cái hành mà mình chụp đó là 2018 còn. Để bánh mì ra đây ăn nè. Dạ. 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 Đi về. Bây giờ có ai muốn làm giàu không nè? Làm giàu hả? Chị Yến á, chị kêu á, dở lắm. Đem nào bán đi. Nãy giờ mấy anh em mình đứng ở ngoài vừa hóng mát, rồi vừa dùm xe, rồi vừa ăn. Ăn được không cơ? Không biết được không, nãy giờ em cầm cục gầm qua chưa ra. Không, nó hơi ngon. Ngon quá chị ơi, năm sau chị lên làm em ăn chén. Năm sau hả? Không, Khánh lên là làm cho em ăn. Có cơ hội, có thời gian để làm đây nữa không? Hả? Có thời gian để làm đây nữa không? Nếu mà chú cho thì chị qua nữa. Ừ. Ủng hộ. Hôm nay mình ở bên đây chơi cũng mấy ngày rồi. Bây giờ thì Bưởi chuẩn bị đưa mấy anh em mình ra xe để đi về. Thì đây là phần quà của cô Thúy Tôn muốn gửi cho Bưởi là số tiền 1 triệu để Bưởi lo cho
hai đứa con nhỏ nữa. Hôm nay phụ với chị rồi cũng không có đi làm gì được. Nào bởi, biểu đi. Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn cô Hito. Xin Chúa ban phước cho cô, xin Chúa ban phước cho chị. Ưng nhảy ở đây giữ gìn sức khỏe nha. Dạ.